Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình cũng làm một video. Video ngày hôm nay mình sẽ góp ý cho các bạn, chúng ta sẽ tưới phân cho cái bí đỏ hồ lô của chúng ta và cái cách tưới phân như sau. Thì ngày hôm nay cái cây bí của mình nó cũng đã được khoảng 11, 12 ngày gì rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành tưới phân cho cái bí của mình. Và sẵn đây mình làm video cho các bạn xem luôn. Để tưới phân cho cái bí hồ lô của chúng ta nó nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phân đáp, cái phần DAP để chúng ta tưới, và chúng ta tưới cộng chung nó với axit humic hợp trí cái bịch 1 kg nha các bạn, hoặc là chúng ta cộng chung nó với thằng rút kích rễ, hoặc là những cái phân bình phân can 5 lít hoặc là 1 lít nha các bạn, để chúng ta tưới cộng chung với cái DAP. Riêng mình ở đây thì mình sử dụng cái thằng axit humic hợp trí cái bịch 1 kg. Sau đây mình sẽ quay cụ thể và hướng dẫn cho các bạn cái cách pha phân và tưới phân như sau. Như các bạn đang thấy đây là cái gói axit humic hợp trí, cái bịch này của nó là 1 kg, giá của nó khoảng là từ 70.000 đến 75.000 một ký. Nghe các bạn, cái nhiệm vụ của cái gói axit humic này nó chỉ có hai nhiệm vụ thôi. Thứ nhất là nó kích thích bộ rễ, và cái thứ hai là nó hạ phèn cho cái đất của chúng ta. Nó chỉ góp phần như thế cho trong cái phần, cái tác dụng của nó là chỉ để hạ phèn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phát triển bộ rễ cho cái rau màu của chúng ta. Và ở đây thì mình đã có ngâm sẵn và mình pha để mình tưới cho các bạn xem. Đối với cái thằng axit humic hợp trí cái bình 1 kg này á, thì chúng ta pha cái lượng như sau. Đó tức có nghĩa là 3 kg phân thô, dù là phân DAP hay là phân ure hay là phân 20-20-15 hay là 30-10-10 hay là 16-16-8, thì cứ trung bình 3 kg chúng ta cho vào khoảng 100 gram axit humic hợp trí nghe các bạn. Và cái cách pha phân như sau, đó chính là cái phân thô của chúng ta, cái thằng DAP của chúng ta, sau khi mà chúng ta múc nó ra thì các bạn cho cái axit humic hợp trí này vào và các bạn trộn đều nó lên, trộn đều nó lên cái phân của chúng ta, rồi chúng ta mới cho nước vào. Tuyệt đối đừng có cho nước trước rồi mới đổ cái axit humic hợp trí này vào, vì nó sẽ không có tan mà nó sẽ bị đóng cục nghe các bạn. Nó sẽ đóng cục, nó không có tan cái phân của chúng ta. Chúng ta rất là khó ngâm cho nó tan luôn, mà muốn ngâm cho cái thằng axit humic hợp trí này nó mau tan và nó tan được thì chúng ta phải cho nó vào trong cái phân thô của chúng ta, cái phân của chúng ta vừa múc khỏi ra bao á, chúng ta cho vào cái xô hay là cái thùng gì đó, là chúng ta cho cái thằng axit humic hợp trí này vào luôn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành trộn đều nó lên rồi chúng ta mới cho nước vào. Và ở đây thì mình cũng chỉ tưới DAP thôi, như cái xô phân này thì mình cũng đã ngâm nó rồi. Ở đây thì mình tưới nó khoảng 2 công, một công chứ, một công này mình tưới nó cho nó khoảng là 3 kg nha các bạn. Thì ở đây là 3 kg DAP như các bạn đang thấy nè. Này thì mình ngâm tưới nó khoảng 3 kg. Có nhiều bạn hỏi mình là sau khi tưới phân xong chúng ta có tưới xả nước lại cho cái rau màu của chúng ta không? Mình xin thưa là không nha các bạn, mình không hề tưới xả lại. Đối với những cái dòng rau cải á, thì chúng ta sẽ tưới nước xả nhẹ lại cho nó, để vì cái thằng axit humic hợp trí này á, nó cái khi mà chúng ta ngâm nước nó ra cái nước màu đen, và khi mà chúng ta tưới lên rau cải nó sẽ dính lên trên cái rau cải của chúng ta và nó rất là khó rửa trôi. Vì vậy để mà tưới trên cái rau cải bắt buộc các bạn phải tưới xả lại nước liền, tưới mỏng lại thôi, để cho cái nước phần để cho cái nước humic á, nó tuột xuống khỏi lá, để nó khỏi bám dính trên lá làm cho cái lá rau cải của chúng ta nó xấu. Còn riêng mà tưới trên bầu bí khô dưa leo thì không cần phải tưới nước xả lại cho nó. Qua ngày hôm sau chúng ta, sau khi tưới phân xong á, qua ngày hôm sau thì chúng ta sẽ tiến hành tưới nước xả lại cho nó nghe các bạn. Còn ở đây mình tưới phân thì mình không bao giờ tưới xả lại cho nó liền đâu, mình để qua tới ngày hôm sau mình mới tưới xả lại cho nó. Riêng đối với bạn nào sử dụng axit humic hợp trí này á, thì mà tưới trên rau cải đều rất là tốt, nhưng mà dưới điều kiện là sau khi các bạn tưới phân xong á thì chúng ta nên tưới xả nước lại liền nghe các bạn, để nó trôi cái phần nó xuống, để khỏi phải dính trên cái lá, nó làm cho cái lá của chúng ta nó bị đen do cái thằng humic này. Thì cái bột của nó sau khi ngâm ra thì nó có màu đen như là dầu hát vậy đó, nó rất là đen, nó sẽ dính trên cái lá cải của chúng ta nó rất là xấu. Thì như mình đã nói, cứ trung bình 3 kg phân thô thì chúng ta cho khoảng là 100 gram cái thằng axit humic hợp trí này vào. Ở đây thì mình ngâm khoảng 3 kg nè, mình cho nó vào 100 gram thôi. Và như cái cách tưới phân, bạn nào đã xem nhiều video của mình á, mình đã hướng dẫn cái cách tưới phân rồi, nó cũng rất là đơn giản luôn. Như các bạn nhìn thấy
cái số phân này lúc nào mình cũng có chia cái nấc phân của nó ra hết. Nếu mà chúng ta cho cái mức phân vào cái xô ở cái mức thứ nhất thì chúng ta chia đều lên là cái độ cao của phân cao gấp 2 lần nước. Đấy, chúng ta cho cái nước phân nó vào đây. Vào cái nấc thứ nhất này thì chúng ta sẽ đổ nước cao gấp 2 lần nữa và chúng ta ngâm và chúng ta tưới thôi. Với cái liều lượng như sau. Chúng ta cho phân vào không cần biết mấy ký, chúng ta cứ đánh dấu cái mực phân nó nằm ở cái mức nào thì chúng ta chỉ việc đổ nước cao gấp 2 lần nó là được. Và chúng ta sử dụng cái chung cc để chúng ta múc và tưới cho nó trung bình khoảng là 100cc cho cái bình, cho cái thùng dồi 10 lít nước đến 12 lít nước nha các bạn. Như các bạn đang thấy là cái thùng này là nó là khoảng là 15 lít nước thì mình tưới cho nó là khoảng 150cc. Và sau đây mình sẽ tiến hành tưới cho các bạn xem. Cái chung này của mình nó là 100cc nha các bạn. Và cái thùng này của mình là nó là 15 lít nước thì mình sẽ tưới cho nó là khoảng 150cc. Sau đây mình sẽ tưới cho các bạn xem. Và sau khi mình tưới xong đó là mình sẽ không hề tưới xả nước lại cho nó nha các bạn. Đối với bầu bí, cổ hoa, dưa leo đó, các dòng dây bộ cho trái thì chúng ta không có cần phải tưới xả nước lại cho nó sau khi chúng ta tưới phân. Qua ngày hôm sau rồi chúng ta tưới xả, không có sao đâu, nó không có trái rễ đâu. Riêng đối với dòng rau cải á, thì khi mà chúng ta có pha cái thằng axit humic hợp trí vào á, bắt buộc các bạn phải tưới xả nước lại liền nha, để cái phần nó dính trên lá nó rất là xấu. Đấy, sau khi mà chúng ta tưới phân xong cho nó cứ định kỳ, từ 3 đến 4 ngày chúng ta sẽ tiến hành tưới phân cho nó một lần. Đối với cái cây bí hầu lô này của mình thì hôm nay thì mình mới có tưới phân cho nó. Nó cũng được 12, 13 ngày gì rồi. Đấy, cứ định kỳ nha các bạn, từ 3 đến 4 ngày, cách 3 đến 4 ngày chúng ta sẽ tưới phân cho nó một lần. Đến khi cây bí này nó được khoảng 25 ngày thì chúng ta sẽ tiến hành rải phân thúc trái cho nó luôn. Mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha.